Công ty ô tô chuyên dùng Trường Thịnh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên thiết kế, đóng mới, cải tạo các loại ô tô chuyên dùng như xe ben, xe cẩu, xe bồn và các loại xe khác trên nền các thương hiệu xe nổi tiếng Hino, Hyundai, Isuzu theo yêu cầu khách hàng. Với phương châm sản phẩm chất lượng, phục vụ tận tâm, chúng tôi luôn hướng tới sự hài lòng của khách hàng về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Mọi nhu cầu về đặt hàng và tìm hiểu thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline 0786 986 786 hoặc 0909 533 589. Xin trân trọng cảm ơn.